Tập 7. Cô ấy đã ngủ như vậy cả đêm. Chị Tâm. Không sao, anh ấy vẫn đang ngủ. Chị yên tâm đi, em sẽ lo liệu cho. Được, tạm biệt. Anh tỉnh rồi. Sao rồi, có khỏe hơn chưa? Khỏe nhiều rồi. Hôm qua, cảm ơn cô đã ở bên tôi cả đêm. Không sao, anh bệnh mà. Để tôi xem thử. Hình như là không sốt nữa. Anh có đói không? Tôi đi nấu cháo trắng cho anh. Lại là cháo trắng sao? Tối qua tôi đã nấu cả một nồi lớn, không hề lãng phí đâu. Nào, uống thuốc đi. Bác sĩ nói sẽ có chút đắng, nhưng mà để anh có thể nhanh chóng khỏe lại, nhất định phải uống hết. Đắng như vậy, anh uống chỉ trong một ngụm sao? Thuốc này đắng lắm sao? Đúng vậy, bác sĩ nói đắng lắm. Vẫn là anh lợi hại. Tiểu Hề, cô vẫn là xinh nhất. Chị Tâm, chị cũng đẹp lắm. Hôm đó bốn anh mặc Âu phục đều rất đẹp. Hay là các anh đừng làm đầu bếp nữa, cứ ra mắt công chúng thẳng đi. Quý thời, anh mới xuất viện, uống chén canh trước đi. Cảm ơn. Uống nhiều một chút. Tiểu Hề, cảm ơn. Tiểu Phương, cảm ơn. Cậu không bỏ muối vào sao? Tôi nhớ là bỏ rồi mà. Mùi vị cũng ngon lắm. Khá ngon đó. Có thể bệnh của tôi vẫn chưa khỏi. Mới xuất viện không lâu mà miệng không nếm được mùi vị gì. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Mọi người cứ thử đi. Được. Xem lại một lần nữa. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Quý thời, anh đang làm gì vậy? Gần đây ăn hơi thanh đạm, tôi muốn nếm thử chút mùi vị. Lúc nãy tôi thấy sắc mặt của anh khi ở sảnh lớn không tốt. Anh mới sốt xong, sao có thể ăn những thứ này? Chị thử thôi, đây là mù tạt mà.
Xem xét từ phần chụp các lớp vi tính, đại não và tiểu não của anh đều rất bình thường. Tôi đề nghị anh đến nội khoa thần kinh khám thử. Thần kinh của khoang miệng và thần kinh phần mặt đều bình thường. Tôi đề nghị tốt nhất đến khoa tai mũi họng khám thử. Tại sao không có dị giác? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là người cuối cùng biết được chuyện này? Ai có thể nói cho tôi biết đây? Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không có người nghe máy. Xin gọi lại sau. Anh trai, nếu đổi lại là anh thì anh sẽ làm gì? Tiểu Hề, đến rồi. Bàn số 2 muốn gọi món. Được. Đây là thực đơn. Đang suy nghĩ gì vậy? Trời nóng, muốn ra đây cho thoáng một chút. Quý thời, cô làm gì vậy? Thế nào? Có ngọt không? Kẹo đương nhiên là ngọt rồi. Ngọt? Ngọt thật sao? Là sao chứ? Thứ anh ăn là kẹo chua biến thái mà. Anh mất vị giác bao lâu rồi? Từ lúc bắt đầu uống thuốc. Vậy tại sao anh không nói cho mọi người biết? Vì vào kinh nghiệm làm việc và năng lực của tôi, đối phó công việc hàng ngày không có vấn đề. Tôi không muốn mọi người lo lắng, hiểu không? Nhưng lúc anh thử mùi vị món ăn mới thì đã xuất hiện vấn đề. Nói chung, cô không được nói với ai hết. Nhưng mà nếu như... Anh yên tâm đi, tôi không nói với ai hết. Tôi nói cô biết, nếu như cô dám để lộ, rõ ràng là tôi giúp anh giữ bí mật, có biết không? Chiều hôm nay nếu không phải tôi giúp anh xử lý thì anh sớm để lộ rồi. Làm gì vậy? Tô Tiểu Hề hứa sẽ giữ bí mật về chuyện quý thời mất đi vị giác nếu không tự chịu hậu quả. Tô Tiểu Hề sở hữu quyền cư trú tại nhà của quý thời. Trong thời gian Tô Tiểu Hề ở nhà quý thời, phụ trách toàn bộ chuyện dọn dẹp. Mỗi ngày có quyền yêu cầu một món ăn dùng để ăn khuya. Cần phải tham gia vào việc nghiên cứu món ăn mới và làm trợ lý đặc biệt. Trợ lý đặc biệt là làm gì? Tùy theo tâm trạng của tôi mà quyết định. Ví dụ, ba câu hỏi của ngày hôm nay đã hỏi hết rồi. Dư hấu như cô sống nhờ nhà người khác còn lên mặt như vậy. Đồ tảng băng, mất vị giác cũng không thể đối xử với tôi tốt một chút sao? Trên mạng nói, bài tập thể dục cho lưỡi này rất có hiệu quả cho việc hồi phục vị giác. Làm theo tôi đi.
Sao vậy? Thử đi. Thử đi. Sao vậy? Đang bận sao? Cô muốn làm gì? Uống ly nước nghỉ ngơi một chút đi. Nước. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Tôi nói anh biết tôi đã học cả buổi tối qua đó. Tôi giỏi lắm. Không cần, tôi cảm thấy anh cần nghỉ ngơi. Thế nào? Tôi nói anh nghe tôi còn học được một chiêu. Đang áo len liên quan gì tới dị giác? Trên sách nói châm cứu có hiệu quả lắm. Cô xem, cái khăn đó ai để ở kia vậy? Khăn nào? Đều đến cả rồi. Hôm nay tuyên bố một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Tiểu Hề sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi. Lúc nhà hàng nghỉ ngơi thì sẽ đến phụ bếp giúp tôi nghiên cứu món ăn mới. Vậy khi nào tôi mới được thăng chức? Nếu như ai có cái lưỡi vàng như của cô ấy, có thể được thăng chức mọi lúc. Tiểu Hề, chúc mừng cô. Cảm ơn. Mọi người còn ý kiến gì khác không? Vậy thì được, cứ quyết định như vậy. Cầm lấy đi. Tiểu Hề, mau đến giúp đi. Được, đến đây. Quý thời, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Nửa đêm không ngủ. Xem tivi gì vậy? Tôi không ngủ được, nên ra ngoài xem tivi một chút. Thì ra cô nhát như vậy. Anh phải đi ngủ rồi sao? Vẫn chưa. Vậy anh có muốn ở lại ngồi một chút không? Nè. Cảm ơn.
Chào buổi sáng. Sao? Chào buổi sáng. Sao phải ăn sáng thôi. Nếm thử đi. Cảm ơn cô. Anh yên tâm, tôi nhất định tìm được cách. Tôi vào trước nhé. Đi đi. Hiện tượng rò rỉ điện khá nghiêm trọng. Tô Tiểu Hề.